Con chào thầy nhá. Thầy làm gì thầy ơi? Thầy đang thay một loạt cờ mới cho xe để chuẩn bị cho nhiều cái sự kiện. Rồi sang đầu tháng 11 này, trước mắt là cái trận xem màn hình ở ngoài sân Lạch Tray này tối nay. Thế còn sang tháng 11 thì nó rất là nhiều sự kiện bóng đá này, rồi đám cưới cũng mấy cái, mà quan trọng nhất với thầy nhá là cái trận đi Nam Định mùng 8 tháng 11 này, phải tổ chức làm sao đi nó thật là hoành tráng. Những ngày vừa bán hàng thầy cứ hay tỉ mẩn đi, sáng thầy làm mấy cái lá cờ to, bây giờ còn hai cái cờ nhỏ làm nốt cho người 4 giờ hơn là thầy ra Lạch Tray mà. Tại Lạch Tray giờ vẫn chưa có gọi là tiếp xung kích đá thì cứ phải là tầm bắt đầu 5 giờ trở ra thì bắt đầu nó mới nhộn nhịp. Lúc cái dàn âm thanh người ta lắp đặt xong một cái, bắt đầu có nhạc một cái là khuấy động lên nó vui ngay. Hôm nay rất là hoành tráng đấy. Đi dây bật mí là đi dây Quỳnh Bi thầy ạ. Đi dây Quỳnh Bi đấy, tiếng ấy. Ai mà không ra tham dự cái sự kiện này ở ngoài Lạch Tray thì cũng phí, vui là chính, vui lắm, không khí ra đấy nó vui. Thầy mà trước những cái trận bóng bây giờ nó cứ dạo dực thế này, đêm thì mất ngủ, ban ngày ngồi bán hàng, nhưng mà cái tư tưởng này mẹ mình chỉ để ý ngoài Lạch Tray, cái bán hàng ở ngoài vỉa hè nó rất là bận, nó không như là ở trong nhà. Ví dụ bán ở trong mình có nhà, có cửa hàng, cửa hiệu thì lúc nào mình có cái việc đi đâu thì mình chỉ cần mình sập cái cửa vào, mình đi một vài tiếng rồi mình về mình lại mở. Nhưng mà đây lại buôn bán ở ngoài vỉa hè này, thế phải đến giờ thì vợ ra trông hàng thì mình bắt đầu mới chạy đi được. Giờ vợ ra bán đề từ 4 giờ hơn, mình có đi đến tối chẳng sao cả. Chứ không phải là đam mê là nghiệt ngã, thật sự mà nói đấy, mình ra ngoài Lạch Tray kia mình thấy là nhiều người, rất nhiều người luôn ấy, già này trẻ cũng có, những người có tuổi rồi thì người ta về hưu rồi thì người ta nhàn rỗi, nhưng mà thậm chí là có nhiều người vẫn còn trẻ, thế mà không biết người ta kinh doanh, người ta làm gì hay là điều khiển từ xa rồi, là ông vua của thời gian, suốt ngày ra. Chú nghe đây, khổ quá, vào bên A chứ, thì quay về đi, người ta chỉ mở một cửa thôi chứ không phải nhớ nhớ. Suốt ngày một ngày thì không biết là bao nhiêu người gọi điện, tin nhắn liên quan đến vấn đề bóng đá, vừa bán hàng vừa trả lời. Thầy dự đoán trận đấu Sài Gòn với Hải Phòng với không hả thầy? Đấy, thực sự mà nói nhá, thầy có cái linh cảm. Đấy, xem tất cả những các cái bài viết của thầy nhá, nó phải nhá chuẩn xác được 85%. Ngay những cái trận trước trận Hà Nội đấy, cái bài đăng của thầy nói thẳng như thế này, thầy rất là tự tin với cái lực lượng năm nay của đội bóng này là đạt cái thành tích rất là cao luôn đấy. Chức vô địch ấy thì nói thật sự cái này là công bằng mà nói ấy. Mình thì người dân Hải Phòng này ấy, thì ai cũng muốn vô địch đúng không, đều mong muốn cả, đấy là cái ước mơ của nhiều người mấy chục năm nay rồi đấy, thẳng như thế. Thế nhưng mà công bằng mà nói nhá, nói một cách khách quan nhá, cái chức vô địch nhưng mà không tuột khỏi tay Hà Nội đâu, nói thẳng như thế, nó đá chơi nó vẫn vô địch thôi. Còn một trận kém mình một trận hơn 2 điểm. Thế còn cái trận hôm nay Hải Phòng đá, thầy tin chắc rằng đảm bảo sẽ thắng Sài Gòn với cái tỷ số 2-1. Đấy là khiêm tốn, sẽ thắng. Hôm nay cổ động viên của mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh rất đông luôn ấy.
Toàn nhóm đang chuẩn bị rất là rầm rộ, toàn quân tinh nhuệ thôi. Tí nữa là bắt đầu là kéo về sân đấy. Thầy có thể gửi lời chúc cho đến ban huấn luyện cũng như là cầu thủ đội bóng Hải Phòng không thầy? Thì qua đây nhá, mình thôi thì có tuổi rồi, cũng xứng đáng đại diện cho cổ động viên bóng đá Hải Phòng nhá. Chúc toàn thể đội bóng, ban huấn luyện, các cầu thủ dồi dào sức khỏe, tinh thần chiến đấu 200% sẽ giành chiến thắng trước Sài Gòn FC.